Với đặc thù là địa bàn giáp ranh với các tỉnh Tây Nguyên, thực hiện chỉ thị số 16 của Chính phủ, huyện Sông Hinh đã lập 3 chốt kiểm soát y tế tại các trục đường quốc lộ sang các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai. Tại đây, các cán bộ cảnh sát, công an giao thông, y tế, quân sự và đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương túc trực 24/24 giờ để kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Thì tinh thần làm việc của anh em ở chốt thì là phát huy hết cái vai trò của mình, tinh thần trách nhiệm cao. Cùng với việc lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ, cán bộ xã phối hợp với tổ công tác ở thôn buôn thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người dân, nhà nào ở nhà ấy, không tụ tập quá 2 người bên ngoài hộ gia đình, cắt cử người trực tại các chợ, các khu vực tập trung mua bán hàng hóa thiết yếu để nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Bán phục vụ cho bà con nhưng mà cũng biểu bà con là phải giãn cách 2 mét 2 mét, với lại lúc bán thì tôi cũng có khử khuẩn đồ đầy đủ đàng hoàng ha. Thì tôi thấy thế này là rất chi là đúng, phải thực hiện đúng chỉ thị của nhà nước mà. Bên cạnh thực hiện nghiêm các quy định của chỉ thị 16, việc quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế hoặc các hoạt động sản xuất của người dân cũng đã được địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thì hiện nay trên địa bàn huyện nó có xảy ra một số vấn đề nó gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Thứ nhất là vấn đề cái tình trạng là dịch cái viêm da nổi cục trên trâu bò. Thì chúng tôi vẫn phải là đảm bảo cái công tác tiêm vaccine để làm sao là duy trì cái ổn định được cái đàn bò, nhưng mà phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch theo đúng như tinh thần chỉ đạo của chỉ thị 16. Thời gian qua, cùng với nhân dân cả nước, người dân tỉnh Phú Yên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Chính phủ, với mong muốn dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.